Chỉ huy AI, nếu như tôi ra lệnh bắn thì trực tiếp bắn chết tất cả mọi người, cả chim sẻ và cả dâu tây đều phải xử lý sạch sẽ cho tôi. Ok, chúng tôi sẽ bắn chết tất cả mục tiêu dám di chuyển. Ở đây có cả bộ trưởng mà, không sao chứ, tôi sẽ làm thế này vì đất nước và dân tộc, gửi đến một người chỉ tập trung vào việc cứu con gái. Chúng ta không thể phó mặc hết cho số phận được, tôi sẽ biến cậu trở thành một thành viên trong hội, cậu cần phải thăng tiến chứ. Từ khi tôi lên 6, tôi đã coi anh là chủ nhân của tôi. Được rồi, đi thôi. Nam Tae-yu thì quan sát rồi ra lệnh cho xạ thủ bắn hạ ông bộ trưởng. Ông bộ trưởng trúng đạn rồi ngã gục xuống đất ngay sau đó. Còn Nam Tae-yu thì tươi cười trong sự mãn nguyện thằng bố may từ thiện. Đột nhiên thì phóng viên cùng với mấy ông cảnh sát đến hiện trường. Bộ trưởng đã không còn ý thức, đội y tế mau xuất phát đi. Tôi cứ tưởng là đồng chí Lin đã đi xa rồi chứ. Chuyện này khiến tôi sợ hãi các thứ, dù sao thì tất cả cũng sẽ knock out thôi. Đừng nói lung tung, anh câm mồm đi. Chiến binh Cộng hòa vĩ đại lại đi cầu xin mạng sống một cách hèn hạ trước mặt kẻ thù và còn có tình cảm với con gái bộ trưởng bộ an ninh, chừng đó thôi cũng đủ làm anh bị bắn chết rồi. Bây giờ thì chỉ còn lại trận chiến chính thức thôi, tìm xem ở đây có nến và hoa không. Tôi sẽ tắt điện trước khi họ vào. Bắt đầu từ tôi đây, không phải là cứ để tôi bị trói như thế này rồi bị giết trong tay kẻ thù chứ? Không được nha, nếu mà thả anh ta ra thì anh ta sẽ bắn chết nghĩa hết chúng ta đấy. Thôi đưa cậu ấy lên tầng 2 đi. Bún ốc đứng hóng hớt ở ngoài thì chắc có lẽ đã nghe được hết mọi chuyện rồi. Làm sao bây giờ, trước khi họ vào thì mình phải tìm đường sống mới được. Chết tiệt, con nhỏ xấu xa Alibaba giả vờ là con gái của tiệm bánh gạo rồi hóa ra là con gái của bộ trưởng an ninh, rạch bùng binh luôn a chứ. Nếu răng rô thực sự là con bộ trưởng thì sao? Nhưng chết nghiệm, phải tìm bộ đàm trước cái đã. Anh sao rồi? Vết thương rất nặng nên sau ca phẫu thuật mới biết được. Vậy thì sao? Anh ấy có qua được không? Bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc đang phẫu thuật, tôi chắc ngày ấy sẽ ổn thôi. Con má nó, anh ta cố gắng cứu con gái mình và bị bọn gián điệp đó bắn. Lim Soho dám bắn anh ấy trước mặt răng rô sao? Nghe lời đồ khốn là anh đã thấy cậu ta khiêu khích chúng ta thế nào mà. Ok, tôi hiểu rồi, tôi sẽ bảo phóng viên chuyện là như vậy. Nếu mọi người nghĩ ngày ấy bị bắn khi cố đàm phán để cứu con tin, anh ta sẽ lại được tung hô như Superman. Giám đốc ANSP Un Chang Su đã bị gián điệp bắn gần ký túc xá đại học Hosu. Mấy tên khốn nạn, có chuyện điếu gì xảy ra vậy? Chỉ là lời sàm ngôn bịa đặt thôi mọi người. Ê, đừng để bị lừa. Khi dư luận xấu đi thì cũng không có gì tốt cho chúng tôi cả. Chúng tôi có thể bắn sao? Cho đến khi lắm bắt được tình hình, mọi người nên ở yên trong phòng cầu nguyện đê. Răng Rô đã fail trong việc thuyết phục bố mình đúng không? Đứa nào bắn thế nhờ? Có lẽ vì Răng Rô ở đó nên chủ tịch Un đã phản đối. Tôi nghĩ ông ấy đã cố gắng loại bỏ chiến dịch đó. Đang lói cái đột nhiên bún ốc tới. Nếu biết làm gì chỗ người ta đang tỏ tình. Dòm dòm ngó cái bộ đàm của anh trai cảnh sát. Dòm ngó cái đứa gì mau về phòng cầu nguyện nhanh đê bà nội. Còn Răng Rô thì khá là sợ hãi các thứ lầy lọ trai khi mà lại phải đứng trước mưa tên bão đạn. Răng Rô ngồi đây và Răng Rô khóc hu hu. Ở với Soho khiến Răng Rô phải khóc hu hu, bởi vì là bố mình bị su. Nhưng Răng Rô lúc này thì vẫn chưa hề hay biết bất cứ một điều gì cả. Về việc bố mình bị bắn nhập viện, có lẽ phải chuẩn bị đi dô hòm nằm rồi. Không sao đâu mà, không có ai chết cả. Đỏ có lưng đừng có lo, chúng ta hãy cùng nhau đi ăn phở bò hủ tiếu bò kho. Tròn do phốt pho Ajinomoto đi Lào. Rốt cuộc là ai đã làm nhờ? Chắc là Nam Tae-yu rồi, vì họ là những kẻ thù trong mơ ước ao trở thành tổng thống của nhau. Chúng tôi đã tích cực tìm kiếm biện pháp hòa bình, nhưng sau vụ lần này bộ an ninh và cả chúng tôi tuyên bố một cách chắc chắn rằng sẽ có biện pháp cứng rắn và không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào. Nếu biện pháp cứng rắn thì lẽ nào hắn sẽ quét sạch chúng ta? Chúng đang tạo ra một lý do để giết hết miệng con tin. Tất cả các con tin đều biết đó là công việc của cuộc bầu cử. Đứng trên lập trường của Nam Tae-yu thì có cần phải kéo dài vụ bắt cá lóc này không? Vì không có bộ trưởng nên đây là cơ hội amazing good job cho Nam Tae-yu. Ta phải chuẩn bị thôi. Rồi mấy anh trai cảnh sát soi đèn pin ập vào ngay trong đêm cùng với rất nhiều AK. Còn mọi người thì chạy nhảy tán loạn đến phòng MacBook sao? Làm thế nếu nào mà chỉ có 2 người có thể bảo vệ tất cả chúng ta nhờ? Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Đuổi nhanh đi mấy má ơi. Cảnh sát đã knock out 2 người và cả bộ trưởng cũng đã bị bắn rồi. Chị nói cái gì cơ? Sao ngạc nhiên thế? Em không nghe tiếng sát gan à? Mau chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Rồi Răng Rô chạy ngay đi thật, nhưng mà chạy đi đâu thì chưa biết. Chạy đi xem TV coi bố mình ra sao rồi chứ còn chạy đi đâu tầm lầy nữa. Cảm xúc của Răng Rô thực sự là đau khổ, tuyệt vọng lắm rồi, hết anh trai đi, còn bố thì bị bắn không biết ra sao đây nữa. Rồi bỗng nhiên ký túc xá cúp điện. Con má nó, tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy? Con đã có tội tình gì chứ mà cứ cho con phải trải qua những cái đau thương mất mát như vậy? Ông trời thiệt đúng là không có mắt mà. Đôi chân của Răng Rô vẫn cứ bước đi, mặc dù mọi người đang nhiệt tình chạy nhảy đi trốn. Những cảm xúc bất lực chẳng thể làm gì nhìn người thân của mình ra đi. Trong lòng Răng Rô dường như đã khiến đôi chân cô ấy trở nên nặng nề hơn. Bố tôi vì sao bị bắn dậy? Em phải đến phòng đọc sách trước đã, nhanh lên. Nghe rõ đây, thay vì bị giết ở đây, sẽ tốt hơn gấp trăm lần nếu chúng ta ra ngoài và hợp tác với bộ an ninh, chị hiểu không? Nào chúng ta hãy cùng tìm cách trốn ra ngoài đi, không được ló quá nguy hiểm. Bây giờ nếu không theo cách này được thì có cách nào để đánh bại bọn chúng không? Un Chang Su đã bị thương, rõ ràng là Nam Tae-yu đang chỉ huy bọn chúng. Nhanh lên đi, không có nhiều thời gian đâu, dường như họ đã có kế hoạch nào đó để giải cứu mọi người. Còn Nam Tae-yu đang lên đồ chuẩn bị đột kích vào ký túc xá. Mục tiêu đầu tiên của chiến dịch là bắn chết gián điệp và đồng bọn của chúng. Mục tiêu thứ hai là giải cứu bác sĩ Kang. Tất cả đến đủ hết chưa? Không thấy Son Hee-jong Wang Tae Bong Tae Ko Ae, thôi tất cả hãy yên đây đợi đi để tôi đi kiếm. Cứ đi từ từ thôi đồng chí Rô ơi, tôi bị què mà anh làm cái đứa gì đi nhanh như gió vậy. Rồi đồng chí Rô muốn chạy, nhưng Soho đã biết được âm mưu của anh ta nên vẫn còn lẩn quẩn quanh đây. Nếu như đồng chí Rô tấn công cậu một lần nữa thì cứ trực tiếp bắn chết mẹ hắn cho tôi hiểu chưa? Được rồi, vì anh đẹp trai nên lần này tôi bỏ qua, chứ lần sau thì có cái nịt nhé. Mau đi nhanh lên đi. Rồi mấy cha nội cảnh sát bắt đầu quăng bom khói và đột nhập từ cửa sổ. Đột nhiên thì Soho nghe thấy tiếng ló ở bên dưới. Mấy người này định trốn nhưng không thoát được đâu con trai. Cảnh sát đã phá cửa chuẩn bị ập vào, đưa đầu súng trăng treo ra làm họ hoảng sợ vãi cả trường linh hồn và bắt đầu chạy nhảy khỏi đây để sinh tồn. Nhưng mà có cái linh hồn nhé, cảnh sát bắt đầu nổ súng điên cuồng. Chúng ai thì chúng bố mày, nếu cần quan tâm, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Chạy lên trên phòng MacBook không lo chạy mà tự mình đi đâm đầu vào chỗ chết. Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Thiên đường mở lối không ai đến, địa ngục cái then lại lấn vào. Bỏ mặc bọn ló cho cảnh sát bắn chết nghĩa hết đê. Bỏ trốn một mình không dù ai rồi còn đòi hợp tác với ANSP nữa chứ. Cứ làm cái điều gì?
sống cho chật đất chật phòng của người ta, cái thể loại vô tình vô nghĩa vô đạo đức vô ơn vô vàng, vớ vẫn vội vã vờ vịt vu vơ vụn vặt vòng vo viễn vong, vi vèo vi vu ve vẩy véo von vương vấn văn vẻ vặt vãnh vất vả vẻ vang, vênh vó vi vút vòng vo vồ vập vỗ về vồn vã, rồi cảnh sát đã tiến vào được bên trong. Đừng bắn, tôi là bác sĩ Kang trông gia của Trung tâm Y tế Trung ương Hàn Quốc, hãy cứu tôi với. Bác sĩ Kang, tôi là Nam Tae-yu, em ở đâu rồi? Ra đây đi, tôi sẽ bảo vệ em. Tất cả các đơn vị dừng hoạt động, rút lui mau đi. Nếu như các người còn dám tiếp tục, bọn này sẽ không đảm bảo an toàn cho bác sĩ Kang trông gia đâu. Dù sao thì bọn tôi có tự đánh bom chết cũng không sao. Bom M1 đã được buộc xung quanh bác sĩ Kang. Nếu tôi đếm đến 10 mà các người không rút lui, thì tất cả sẽ cùng chết nghĩa hết ở đây. Chết tiệt, tôi muốn xé xác hắn ra thành trăm ngàn tỉ mảnh. Mau đứng im ngay cho bọn tôi nhờ đi. Xin anh làm ơn đừng lại gần đây, hắn giết tôi mất thôi rồi Luyện ơi. Rồi Nam Tê ưu tiến đến cởi cái mặt nạ ra, rụp xuống dưới đất nhẹ nhàng đưa bàn tay trái lên. Em yêu à, hãy quay về đây bên anh, quay về đây anh cầm tay. Hát xì hát xèo. Má ló khói lửa vãi cả trưởng. Quay về đây anh cầm tay em khóc trên đôi vai này. Em nói em còn yêu anh như ngày xưa, em đâu nghĩ rằng anh còn yêu em không hay là hết yêu em rồi. Lầm lỗi trong anh sẽ mãi là vết thương không lành. Gạt đi nước mắt thôi, nghĩ về em tìm về nơi trốn bình yên. Hủy bỏ mọi nhiệm vụ, tất cả các đơn vị mau rút lui về căn cứ hết cho tôi đi. Còn má ló, tôi đã nói với anh, bây giờ chúng tôi sẽ rút lui mà. Mấy người chỉ là đám chuột nhắt lọt vào bẫy mà thôi, tôi chắc chắn sẽ quay lại. Tôi sẽ quay lại và nổ tung hết mấy người, đờ mờ lũ khốn lạn. Ha ha ha, bọn chúng rút lui rồi mọi người, ê, đi dỗ ăn mừng ăn Tết xem táo quân thôi nào mọi người ơi. Mẹ thằng ngu đần thối chết dẫm, thằng hèn hạ đê tiện, sao anh lại làm việc ngu xuẩn vờ cờ lờ như vậy chứ? Nếu không có Soho thì anh đã rô hòm từ lâu rồi. Họ thực sự muốn giết chết tất cả chúng ta. Trật tự dùng tôi một cái đê. Mẹ ngục muốn chết mà còn khóc lóc hu hu cái đứa gì không biết nữa. Họ rút hết rồi mọi người mau đi rửa mặt đê. Số bom ta có quá nhiều. Bộ trưởng Un thấy lào rồi, họ nói là cuộc phẫu thuật diễn ra thành công nhưng ông ấy vẫn chưa tỉnh lại. Tiếp tục theo dõi ông ấy, nhớ bảo trọng nha em yêu. Nam Tê Yêu sẽ làm mọi cách để kết thúc tình huống con tin, để có đóng góp lớn vào bù đắp vì đã cố giết Un Chang Su. Bom được gài vào các con tin và có quá nhiều bom. Nhìn cách họ nói dối thì tôi nghĩ họ đang tính cho nổ hết bom quanh ký túc xá. Ta nhất định phải cắt được tiền của họ. Nếu ta làm vậy thì cả hai miền không dám giết chúng ta. Ý cô là tiền từ phía Nam sẽ được gửi cho phía Bắc sao? Nếu chúng ta có thể nhúng tay vào số tiền khổng lồ đó, chúng ta có thể thỏa thuận với Lim Ji Jok. Như vậy thì chúng ta sẽ chiếm thế thượng phong trong trò chơi chết tiệt này. Tôi sẽ ra ngoài và lấy tiền. Lầy con mẹ bác sĩ kia, cô đang nói toàn chuyện vô dụng, cô hiểu rõ mà phải không? An Gong Hui là tránh văn phòng OPC, cô định lấy tiền từ hắn sao? Tôi có thể phát hiện ra ý định của Nam Tê Yêu nếu tôi muốn. Ông ta là tổng thư ký của đảng cầm quyền và là cựu bộ trưởng INSP, tôi dám chắc ông ta biết rõ số tiền phải trả cho Bắc Hàn và cách chúng được tiến hành. Phu nhân An và tôi cũng có quen biết. Phu nhân An thì khá dễ để xử lý vì bà ta rất tham lam và cũng có đầu óc quản lý tiền bạc. Nói đến tiền bạc thì bà ta hoàn toàn quản lý cả chồng mình, nên là tôi sẽ ra ngoài và mang tiền về cho lẹ. Miễn là tiền ở trong tay chúng ta, họ sẽ không dám cho nổ bom. Tôi đã thấy kỳ lạ khi cô ta gợi ý về loại thuốc nổ TNT. Anh không thấy cô ta định trốn sao? Nếu đó là mục đích của cô ấy thì đã nói cho Nam Tê Yêu rồi, rằng ngòi và thuốc nổ chỉ là hình nộ, sau đó họ sẽ nổ súng. Cứ cho là tôi bị thuyết phục và chúng ta tin cô ta, rồi cô ta định lấy tiền kiểu gì? Chuyện đó có thể sao? Đừng đánh giá thấp khả năng của cô ấy. Được rồi, cứ cho là đồng chí Kang Amazing Good Job của chúng ta lấy được số tiền khổng lồ đó, rồi cô ấy sẽ quay trở lại đây với chúng ta sao? Rồi anh có cách khác không? Ngay khi cô ta ra khỏi đây họ sẽ cho nổ tung ký túc xá. Chúng ta sẽ ngăn Nam Tê Yêu làm như vậy. How to cách làm? Ta sẽ nói với vợ bộ trưởng Un là Nam Tê Yêu chính là người bắn ông ấy ngay bây giờ và cả chuyện ông ta định nổ tung ký túc xá. Như anh nói, kể cả khi cô ấy không quay trở lại đây, tôi cũng không có lựa chọn nào ngoài đặt cược vào kế hoạch này. Với kế hoạch này, chúng ta sẽ có cơ hội là 50-50. Ok, vậy chúng ta có một cơ hội 50-50. Hana, nói với vợ bộ trưởng Un chuyện này ngay bây giờ. Rồi Hana hóa trang thành cô y tá xinh đẹp đi dò bệnh viện, nhưng có lính canh gác ở ngoài nên không dò được. Rồi Hana tình cờ gặp được bà cô quản gia. Cô tìm bộ trưởng Un phải không? Ông ấy sẽ sớm tỉnh lại đúng không? Tất nhiên rồi, đừng lo lắng quá. À phải rồi, cô có thể giúp tôi gửi cái này cho vợ ông ấy được không? Rồi bà quản gia đưa lá thư cho vợ ông bộ trưởng, bà ta nhanh chóng mở ra xem. Tôi có điều muốn nói với bà về việc bộ trưởng bị bắn dư thế nào. Tôi sẽ đợi bà ở phòng vệ sinh nữ dưới tầng hầm. Rồi vợ ông bộ trưởng nhanh chóng đến căn cứ xử đẹp Nam Tê Yêu một trận. Tần số khẩn cấp của tôi là 38, cho tôi biết ngay khi cô lấy được money, tôi sẽ đánh lạc hướng họ để giúp cô quay lại an toàn. Không phải anh từng bảo tôi đến một đất nước khác sao? Bây giờ anh lại chắc chắn rằng tôi sẽ quay lại. Thành thật mà nói thì tôi vẫn hy vọng cô sẽ không bị lợi dụng như tôi và đi tới một nước khác sống một cuộc sống thật là hạnh phúc, nhưng cô cần quay trở lại vì các con tin và đồng đội của tôi và để em gái Su Hui của tôi được sống. Anh đang sợ là tôi có thể không quay trở lại sao? Vậy thì cho tôi một lý do để tôi phải quay trở lại. Ví dụ như là nếu cô đem tiền quay trở lại, tôi sẽ cùng cô bay đến đất nước khác chẳng hạn. Vậy thì tôi sẽ phản bội lại tổ quốc, nhưng nếu tôi có thể rời đi cùng anh, ta sẽ cùng nhau cao chạy xa bay, cùng đến một đất nước nào đó mà không phải là Hàn Quốc. Ta sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm thật là hạnh phúc, một túp điều tranh hai quả tim vàng, sống bên nhau đến cuối đời mãi mãi không lìa xa. Chỉ nghĩ thôi cũng thiệt là thú vị quá ha. Vợ bộ trưởng Un đang bắt đầu hành động rồi, cô nên chuẩn bị sẵn sàng đây thôi. Anh hãy nghĩ cho thiệt là kỹ đê, đây là cách duy nhất để mà sống sót, chẳng có con đường nào đẹp hơn con đường vào tim tôi đâu. Anh hãy đâm đầu vào ló đê, chúng ta cần bảo vệ bác sĩ Kang, biết chưa? Mấy tên ngốc nghếch đần độn thiểu lăng, bà đang làm cái đứa gì ở đây vậy? Bà có điên không? Sao lại đến đây giờ này? Phu nhân hông bé ơi, bảo tôi đến đây mà chẳng giải thích lý do. Bà ta thật sự đã đe dọa tôi rằng sẽ chiếm danh đệ nhất phu nhân nếu tôi không đến. Rồi bà vợ ông bộ trưởng cũng đã đến căn cứ của Nam Tê Yêu. Má cái bà này đến đây làm cái đứa gì vậy chứ? Đau hết cả đầu. Cho chúng tôi một chút riêng tư để bàn chuyện đại sự đê mọi người. Ê, anh An Khang Thịnh Vượng, anh có tìm được một chút bia Sài Gòn hay Tiger gì ở quanh đây không? Tôi hơi khát rồi đấy. Có mỗi bia ABC đến từ Campuchia thôi phu nhân ơi. Bà uống đỡ đê. Ủa, bà này đến đây để uống bia khỏi phải trả tiền hả? Uống như sắp chết khác. Còn má ló, bà muốn uống bia thì đem về nhà mà uống đi. Tôi chở cho vài container cho bà uống cho đỡ khác. Chỗ người ta đang bàn chiến lược nhậu nhẹt cái điếu gì ở đây? Cô nghe nói chồng tôi sẽ trở thành tổng thống nếu 13 người đó chết, nên cô đã xui khiến chồng mình trừ khử chồng tôi đúng chứ? Kể từ khi chồng bà, người đang khao khát được trở thành tổng thống, lâm vào tình trạng nguy kịch, bà dường như đã mất trí nhận rồi. Thôi về nhà cho tôi nhờ đê bà nội. Vậy ra anh đang tỏ ra vô tội sao? Ngay khi tôi nói với đệ nhất phu nhân
nhân những người xung quanh anh sẽ bị tra hỏi và bằng chứng sẽ trồi lên thôi. Ôi trời ạ, này, bà bị ảo tưởng hay hoang tưởng anh vậy? Anh đã phản bội chỉ huy của mình, người đã cứu mạng anh đến 3 lần và tham gia vào cuộc đảo chính của tổng thống. Đệ nhất phu nhân hận anh vì lý đó. Tuy nhiên chồng tôi lại không tham gia đảo chính mà chọn trung thành với cấp trên của mình đến cuối, nên đệ nhất phu nhân đã nhiều lần tiến cử ông ấy với tổng thống. Nếu bà ấy phát hiện ra chồng tôi đã bị bắn bởi người của mình chứ không phải phe đối lập thì sẽ như thế nào? Sao bà không đi nói với bà ấy nếu bà có thời gian làm nhảm xàm lìn ở đây? Điều ưu tiên hàng đầu hiện nay là thắng bầu cử để họ có thể tiếp tục làm nhà vua và nữ hoàng. Bà nghĩ họ sẽ nghĩ cho ngày Un đã trở nên vô dụng. Đám người đó cần tôi. Ai sẽ kết thúc bầu cử thành công? Họ cần tôi, bất kể tôi có làm cái điều gì đi nữa. Anh nghĩ họ sẽ giữ anh lại bên cạnh khi đã xong việc sao? Một khi kết thúc, cuộc đời anh sẽ chấm dứt như một thằng đầu suga só mát thịt bị đá đít khỏi cuộc chơi. Còn má nó, cái thằng đầu điều là em đây, cứu em với. Ủa có chuyện gì? Em đã đâm người theo dõi em bằng cái đó. Những người còn lại đang ở trong phòng cầu nguyện. Em phải làm sao đây? Làm ơn đưa em ra khỏi đây. Tất nhiên rồi, nghe này, giờ cô hãy đến phòng tắm trong nhà kho, có một cửa sổ ở đó, tôi sẽ đưa người đến đó đón cô. Đi ngay đi. Cái gì vậy? Ai đó sẽ trốn thoát từ tầng hầm sao? Mình à, I love you 3000, anh yêu em nên hãy về nhà đi nhanh lên. Sao anh ấy lại làm vậy ở đây chứ? Xấu nhâm dần mắc cỡ quá đi mất. Rồi bà chị bác sĩ đi đến cái cửa sổ ở nhà kho, Soho thì đã đứng ở đó từ trước, tiễn đưa bà chị đi trong núi tiếc. Xin cô hãy bảo vệ bản thân của mình cho cẩn thận đấy nhé. Ok anh cũng phải vậy đấy. Rồi Soho tiến lại gần phía bà chị bác sĩ đưa bàn tay ra muốn bắt tay chúc bà chị ra đi mạnh giỏi, chúc mừng năm ngoái, tài lộc đầy người, thuận buồm xuôi gió. Hứa với tôi, anh sẽ đi với tôi nếu tôi quay lại, được chứ? Soho nghe được câu này thì rút bàn tay lại, có vẻ không muốn đi, không muốn rời xa Giang Dô một tí nào cả. Tôi nghĩ mình phải quay lại đây để tận tai nghe câu trả lời của anh rồi. Còn anh trai cảnh sát thì đang lén lúc một mình trong màn đêm định làm một cái điều gì đó. Hana, dí lỗ tay nghe kỹ lời tôi nói đây. Bác sĩ Kang trông ra là điệp viên Bắc Hàn. Sao cơ? Bác sĩ là gián điệp ư? Anh chắc rằng còn hơn thế. Em cần phải tìm bằng chứng để ngăn cậu ta nổ tung ký túc xá này. Ok, nhưng mà Mendez ơi, hãy theo dõi mọi động thái của cô ta, em không được bỏ qua bất cứ thứ gì. Ok, em sẽ theo cô ta lên tận giường nếu em bắt buộc phải làm vậy. Hãy tin ở em. Còn Nam Tae Il thì đang rất là háo hức hồi hộp trong lòng chờ đợi trong mong người đưa bà chị bác sĩ đến. Lên xe nhanh nào bé ơi, ta cùng đi về nhà. Đi về nhà thôi nào, Tết đến tới nơi rồi. Em có bị làm sao không bé yêu của anh? Có bị thương tích gì ở đâu không bé ơi? Trong màn đêm trời tăm tối, bỗng bà chị cảnh sát lén la lén lút làm một cái điều gì đó. Mờ lem ám ám, có vẻ là dường như đang tìm kiếm một cái thứ gì đó trong căn phòng vườn không nhà trống. Đi tới cái tủ lục lọi lọi chơi chọi các thứ, giờ mó này kia lọi lọi chai các kiểu, rồi mở quả album ảnh ra thì thấy toàn là hình của bà chị bác sĩ chụp cùng với Nam Tae Il. Rồi sau đó bà chị cảnh sát đi lắp đặt một cái máy nghe lén dưới gầm giường. Đột nhiên Nam Tae Il tới. Anh thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Anh không làm mơ có đúng không? Sao em không đánh anh? Tát anh đê. Đây này, lào tát đê. Má cú đó hơi bị đau đấy. Anh có biết em giận anh như thế nào không? Em biết em bảo anh cứ đi, nhưng sao anh có thể bỏ chạy? Ý em là sao? Anh rất sợ bọn họ sẽ lổ tung em. Anh rất sợ trong gia Amazing Good Shop của anh bị nát bét thành từng mảnh. Anh đã nghĩ làm như thế nào để cứu em ra suốt thời gian qua? Làm sao anh lại để mấy tên gián điệp đó lộng hành như vậy? Má mấy tên khốn nạn đó, sao họ lại cử được một lũ ngốc nghếch đó để đổi lấy 300 triệu đô la Biden chứ? Chắc em đã khổ sở lắm. Thì lưng cho em. Em muốn đi tắm. Tất nhiên rồi, đi thôi em. Ê, má đôi gian phu dâm phụ này ghê thiệt chứ. Và cũng trong màn đêm trời tăm tối, nơi thánh đường hưu quạnh cô lưu, Giang Dô vẫn cứ tiếp tục cầu nguyện và rơi lệ khóc hu hu. Soho thì không biết mình nên làm gì trong lúc này cả, chỉ biết lùi về phía sau và lặng nhìn Giang Dô vẫn cứ tuôn những giọt lệ. Cô ấy đã quá đau khổ vì mình rồi, mình thật là cảm thấy tội lỗi chẳng mang lại cho cô ấy hạnh phúc mà chỉ đem lại cho cô ấy toàn những thương đau bất hạnh. Trái tim nhỏ bé mong manh của cô ấy đã tan nát vụn vỡ chỉ vì một người như mình vậy mà mình chẳng thể an ủi được cô ấy. Còn bà chị bác sĩ giữa thanh thiên bạch nhật mặc đồ đội nón, diện nguyên cây outfit đen thui thùi lùi, chui rô một cái lỗ bí mật nào đó, trên tường dán toàn là ảnh và in tư của mấy cha nội lãnh đạo, rồi lấy một cái bao thư nhét một cái ảnh rô, đi rô một cái phòng hành nghề ở đâu đó của một cái ông thầy bói nào đó, rồi sau đó ngồi xuống dưới đó. Làm thế quái nào mà, không phải cô đang bị bắt làm con tin trong ký túc xá sao? Tôi đã được lệnh mang cái này cho ông khẩn cấp. Cái điều gì mà để trong bao thư dư thế này? Tiền lì xì Tết cho tôi à? Má của tôi mong ước cả đời của bà ấy là được gặp con trai, người đã từ biệt bà ấy lúc chiến tranh một lần nữa trước khi bà ấy chết. Cô muốn tôi phải làm gì? Rồi cha nội thầy bói đi coi bói cho vợ ông cảnh sát An, lắc lắc xong quăng ra một tờ giấy, tất cả chúng đều vô dụng, nhưng tôi chỉ chọn ra một thứ dựa trên in tư tuyệt mật của tổ chức mà chồng tôi đã thu thập được. Được rồi, cô sẽ sớm gặp một người sẽ băng qua đại dương và người đó vô cùng quý giá đến nỗi cô có thể sẽ không thể gặp lại lần nữa. Thần linh bảo tôi thế, vì vậy đừng bỏ lỡ quý nhân, người đó sẽ thay đổi cuộc đời cô một cách triệt để. Một người băng qua biển, nó có nghĩa là một người nước ngoài phải không nhỉ? Tôi đoán là vậy. Mà cái gì vậy? Có khách tới sao? Vâng, cô ấy đang thay đồ. Cô ấy đã mua 3 chiếc váy từ bộ sưu tập của bà. Ủa, cô ấy là người nước ngoài nè. Má quý nhân tới rồi bà con ơi. Tôi sắp lên đời rồi mấy má ơi. Tiền rô rồi. Ôi trời ơi, công ty này không phải là công ty cổ phần tư nhân có trụ sở tại Hồng Kông sao? Một trong những thứ tốt nhất nằm ở đó. Đúng rồi, đó là dư thế đấy răng dứa Mote Don Quixote. Ha, này to meet you. Cô ấy nói là cô ấy đến Hàn Quốc để tìm kiếm các nhà đầu đất, ý lộn đầu tư cho một quỹ cổ phần tư nhân mà cô ấy đã thực hiện. Cô ấy nói rằng quỹ giải quyết những khoản tiền rất lớn, vậy còn lại một chỗ thôi sao? Cô ấy hỏi là cô có muốn đăng ký cho vị trí cuối cùng còn lại hay không? Ôi trời, thank you Kham Samita, tôi sẽ tham gia. Bảo cô ấy nhanh đi. Bộ trưởng Un Chang Soo đã trải qua cuộc phẫu thuật nhưng vẫn bất tỉnh. Bác sĩ Song Honda tắt tranh dây, người đã phẫu thuật nói rằng sẽ theo dõi ông ấy sát sao trong vài ngày tới để kiểm tra tình trạng của bộ trưởng Un. Rồi Giang Dô lại ủ rủ khóc hu hu, tiếp tục chấp tay cầu nguyện cho bố tai qua nạn khỏi. Còn vợ ông bộ trưởng thì đi vào phòng khóa cửa lại. Tôi đã làm tất cả những gì mà mình bảo tôi làm và bác sĩ Song đã thông báo
rằng mình đang trong tình trạng nguy kịch. Nam TU không được biết chuyện này. Tất nhiên rồi, tôi thấy Choi cũng đáng nghi, vì vậy tôi đã giữ kín chuyện này với anh ta. Ông ấy nói chỉ có 13 người sẽ chết, điều đó có nghĩa là mình sẽ trở thành tổng thống. Nếu không thì làm thế nào mà viên đạn chỉ sượt qua xương sườn của mình một chút chứ? Thần linh đã giữ cho anh an toàn. Bây giờ chúng ta phải nghĩ ra một kế hoạch để chôn sống tên khốn nạn Nam TU đó. Chu Choa, cô ấy quả là một lá bùa may mắn. Ngay sau khi cô ấy ra ngoài thì mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Đưa phone gọi cho bé cưng của tôi một xíu. Oh my god, anh đang tính gọi cho bé đây. Khi việc xử lý con tin kết thúc, ta cùng đi du ngoạn nhé. Em muốn đến nơi nào đó không ai biết ta là ai. Ta sẽ cùng nắm tay và cùng bay. Ok luôn bé ơi, mùng 3 Tết ta đi nè. Em đặt vé đây. Anh cho em số hộ chiếu đây. Hiểu rồi, ok luôn nha. Em sẽ đặt vé ngay đây. Bye bye, mùng 3 gặp lại. Đây có phải là chi nhánh Tokyo của ngân hàng BG Thụy Sĩ không? Tôi muốn mở một tài khoản bí mật. Càng trông ra vừa gọi cho chi nhánh Tokyo của ngân hàng BG Thụy Sĩ nói rằng cô ta là vợ của Nam Tae-yu. Cô ta muốn trốn sao? Nếu cô ta cố gắng trốn thì bắt cô ta ngay lập tức. Bắt cái điều gì? Tôi cũng đang bị truy lùng đây. Nếu bắt được rồi giao cho ai chứ? Cô ta cần mang tiền đến đây cho chúng ta để phá hỏng âm mưu của họ. Đang lén lút gọi điện thì bị Soho phát hiện. Vẻ mặt Soho bây giờ đang rất là nóng giận lắm rồi, có vẻ là họ sắp có một trận đấu súng rồi đây, sắp có biến lớn ở đây rồi. Mọi người ơi, kiếm dùng đôi giày. Ok, tập 13 kết thúc ở đây rồi. Liệu cái đôi giày gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Gangmu và Soho có bắn nhau hay không? Hay là họ sẽ gầy cùng nhau bỏ súng xuống và giảng hòa đi anh bạn à? Hãy cùng chờ đón tập 14 nhé.